xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái tô bằng đá các bạn. Làm tô bằng đá lạnh để dùng trái cây. Mình sẽ làm một tí tô bằng đá lạnh để đựng trái cây cho YoYo ăn với bạn. Hôm nay bây giờ mùa hè nên là rất là nóng. Được ha. Em vậy? Lên đây luôn rồi. Sao ngồi trong này? Không phải tắm đâu. Hả? À, mọi người vào đây. Mọi người đây. Ở đây đấy. Bây giờ mình sẽ đổ nước này và đem bỏ vào tủ đá các bạn. Để cho nó đông đá một phần. Em vậy? Đó. Chơi. Uống nước hả? Kém nước hả? Trời. Xong chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ đem bỏ vào tủ đông các bạn. Để trong vài tiếng để cho nó đông một phần đi các bạn. Có ngồi ra. Rồi bây giờ đi thôi. Đây bạn, sau vài tiếng thì nước đã đông đá rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo thành một cái tô. Đây ha. Nè. Cái gì vậy? Lạnh lắm. Nó lạnh lắm. Lạnh không? Hả? Lạnh không? Lạnh quá. Bây giờ mình sẽ sử dụng này để tạo thành một cái lỗ hổng ở đây các bạn. Thấy không? Hả? Thế à? Lạnh quá à? Chơi kiểu gì vậy? Nè, thấy không? Con ngồi đây. Thấy gì nữa? Có một cái tô đựng trái cây bằng đá các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ tủ cho nó đông đá cứng hơn các bạn. Nghe nhớ, nè, thấy cái tô không? Đẹp không? Nè, đẹp không? Đây vậy? Đây nhớ này. Hả? Rồi, bây giờ mình sẽ đem bỏ tủ ra. Đây là, trong khi chờ đợi mình sẽ cắt trái cây để bỏ vào cái tô trước nữa bạn. Ha. Cho ăn trái cây không? Này cho vô một trái nho này. Thank you.
YoYo nè. Đang ăn. Đó, bây giờ mình sẽ chờ đá đông lại xong mình bỏ đặt nó lên thôi. Đây bạn, đây là cái tô bằng đá của mình đây bạn. Đó, thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cái cây vô cho vô các bạn. Ăn chị cây không? Ăn đi không? Ăn hả? Hả? Nè. Đó, ăn chưa? Nè, vô ngồi đây. Vô ngồi đây. Rồi, nè. Ngon à? Ngon quá hả? Xoay được luôn này. Nè, giờ bóc đây. Bây giờ ăn hả? Bây giờ chuối nè. Trơn trơn trơn. Đó, hết trong miệng rồi. Tan hết trong miệng rồi nha. Cho hết trong miệng đi, cho hết trong này đi. Cho hết trong này đi. Cho hết trong miệng đi. Thấy chưa? Cho hết trong miệng rồi nha. Vô bóc đi. Bóc đi. Trời ơi. Trộn vậy chứ. Cho ăn hết trong miệng đi. Con ăn hết trong miệng đi ạ. Con ăn hết trong miệng đi ạ. Ăn hết đây, ăn hết đi rồi chờ tiếp. Ăn như đại gia rồi. Nha. Mọi người thấy cái
cái tô bằng đá của mình như thế nào để lại bình luận của mọi người nhé. Thôi, no lắm rồi. Có no lắm rồi. Rồi, cho mọi người ăn nha. Thank you for watching. Cảm ơn mọi người đã xem video.